Gaussian binary operation á, thì chúng ta đã có học sơ lược một số cấu trúc. Chẳng hạn như đó là gì? Đó là semi group, monoid, rồi quad group. Rồi khi học đến là two binary operation thì ta có học là van, ring, skew field and field. Đó là những cái cấu trúc rất 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 là cơ bản, rất là basic. Now we are going to study deeply about very special algebra structure. That is very special. The lesson 3 group. Group E structure very special. Why we study group? In the last lesson, we know what is group. The first one we want to study definition and example. And example. Last time we knew that the definition of the group, and now we are remind you the definition. Could you remember what is group? Now we suppose that G along NOS, that is the multiplication. The binary operation. This is just notation. The dot here might be multiplication, might be addition, or the other binary operation. And G is said to be a group if it satisfies three properties. The first one, satisfy associating. That means for any A, B, C, in G, we always have A, B, times C equal A times B, C. The second, it has identity. Always has identity E in always have it has its identity. And the identity of the of a situation we usually noted 1G. That means A 1G equal 1G high A equal A for any A in G. And final, every element in G is invertible. Every element object is invertible. And the inverse, that inverse of element A, we usually denote it
by a minus 1. A minus 1 thay a equal a thay a minus 1 equal 1. Ok. A group is satisfied three properties. The first, associated. The second, it has identity. And the final, every element of G is invertible. And if the motivation here, community, it, the motivation E community. We say that G E available. Okay. In that time, we say a Blue is said to be a group. It satisfies the final condition, okay? That means a group that satisfies three properties, the first, second, and the third one. And now we take some example, B. Example. Last time we know some example for the group. The first one, what? Z along addition. I emphasize that the dot here might be multiplication, might be addition of the other binary operation. Dot here might be multiplication, might be addition. Here, addition. Z along ordinary addition. Here, available. Okay? Because except the addition on the certified associated, it had identity here, what? Identity here, zero, okay, zero. Last time, I say that if the mind operation is addition, the identity element, we usually say neutral element. And usually notation zero, okay? Zero. And every element of Z invertible, that means the oppositeable, okay? So, and the addition is commutative. So we conclude that Z along addition are available, okay? But Z along multiplication is a group, isn't it? Cống khái. Yes, a multiplication is a group. Is a group? No. No. It is not a group. We pay attention on the third condition. It satisfies the third condition. Every element in Z invertible for multiplication. No. Third one and minus one are invertible. And make the number two invertible no. For multiplication? No.
No. So he con đưa ra not a group. Not group. Okay, not group. The second example. Now in the last time we knew that Q, maybe Q the positive rational number, set of the positive rational number along both equation. Group? Yes or no? Yes. Okay? Yeah. And similar on group. Okay. And now we can see the Q on Q, set of the rational number along multiplication in a group. Khánh Hoài. Yes or no? Khánh Hoài. Tell me. The rational number, the set of rational number along multiplication is a group. Khánh Hoài. Yes, yes. Yes. Are you sure? You need to check the third condition. Every element of Q is invertible for multiplication. Yes. Yes. Sure. Yes. Now we will see the element zero. The zero is invertible? No. No. Now, what is your conclusion for Q along multiplication? No. Not a group. Not group. Not a group. Huh? Okay. And similar along. Here, see here, not a group. And now we could see the set of number without zero. For example, Q star. Along multiplication, R star, and C star, along multiplication, in group. Yes or no? The answer, yes. Okay. And similar here, Q addition, R addition, C addition, that is group. Okay, group. The first example, the first and second example, we can see the setup. Number, set number, tập số, tập số. And now we continue study the set ZM. ZM along addition in group. Addition here, A
class plus B class equal A plus B on class. That is the binary operation. And what do you say about CM along addition? In the group, tấn, quán tấn. Lê Quang Tấn, đúng rồi. Dạ đây. Tell me. About that. You need to check three conditions. So the first condition okay? Yes. The second? Yes. The zero class is identity here. Okay. The second class is okay. And now the third condition. Is okay. Yes. Yes. And what do you conclude? It's a group. A group. Okay. A group. Yes. Yeah, that is a group. And we say the group here, group of the integer number. Group of integer number. The group of integers. Group of integer. Nhóm số nguyên modulo n. Group of integer number modulo n. And we consider ZM along multiplication. Do you remember the multiplication here? A class times B class equal AB on class here. And for the binary operation, what would you say about ZM along multiplication? It is a group, isn't it? Minh Phương. Dạ, em có này. ZM along multiplication group? Dạ. Yes or no? Dạ. First condition, say yes. Second condition, yes. Yes, because it has identity. One class. Yeah. And the third condition, yes. Yes or no? Yes. Yes, are you sure? The zero class is invertible. Zero plus time here, time equal one. No. See. Zero plus time one element is equal one. Yeah, không có. No. Yeah, no, yeah. So, what did you say now? It's not a group. Not a group. Thank you. Okay. So, Z along addition here. ZM along addition is also group. Okay. This is the two basic group we usually do on Z group. The group of the integer number. The group of the integer number modulo n. You remember that. And now we continue to text the other example. Mm.
Now, we suppose that S empathy set, empathy set. And we know that S is set of the bijective from F to F, set of bijective, set of bijective map. F from F to itself. Và tất cả các sóng ảnh từ X và chỉ nó. Last time, we know the binary operation here. The F for any FG in S. We define the binary F times G equal F composition hợp thành. Hợp thành của hạng sản. Hợp thành của hạng sản. Tức là gì? Tức là F hợp với G tạo được với X bằng F của G X. Thế giờ với mọi X. Nhớ như vậy nhỉ? Đây là hợp thành composition of G and F composition. And my question here, F S along multiplication defined here, your group Trương Minh Thắng. Em đây đây, em đây đây. I think it's a group. Group? Yeah. Yeah or no? Yeah, I think it's a group. What? I think this is a group. A group? Yes. The answer is right. Because the associative is very easy to check. And the identity? Identity is the identifical map. Anh sao đông nhất? Anh sao đông nhất? Thì đó là một cái sao mạng đương nhiên, nhưng mà nó là một đơn vị. Thì one F here equal identity S. Okay, làm sao đồng nhất. And every element, every bijective direction, every bijection is invertible. Sure. That is the F minus one. The map F minus one. Cảnh sân ngược á. So we want to look at S has a long multiplication in a group. In a group, okay? And we take very special case if F is finite, if F is under element, if F is the set of under element, for example, 1, 2, n. And the element, then we can denote it as S here, denote it at N. At N. At N is set of the permutation. Hay gọi là cái thể thể, không? At N có gọi là tập các cái thể thể, set of permutation. Of order
of order n, of order n, and we can say an order along multiplication similar here is a group, and this group is said to be a set of a group of permutation or symmetric group. Ông tên gọi chắc là symmetric group. Có gọi là nhóm đối xứng, symmetric group. Symmetric. What do you say about the order? The order at end? How many elements at end? Có bao nhiêu phần tử at end? Tập tất cả các khoảng viên là phần tử, có bao nhiêu phần tử như vậy? Có bao nhiêu phần tử như vậy? N factorial, N giải thừa element, ok? N factorial. We take very special detail. And for example, at 3, at 2 very easy. At 2 only, at 2 only 2 element, at 2. 2 element, okay? 1 and serve the other element. And at 3, how many element? How many element are there? 6 element. 6 element. The first one identity. And we also say one. Okay? The element. This is the identifiable as answer đồng nhất. The second ví dụ thế này. Cái answer mà one two có nghĩa là gì? Có nghĩa là một biến thành hai, hai biến thành một, ba biến nguyên tức là gì? Một hai ba, một biến thành hai, hai biến thành một, ba biến nguyên. Nha, yeah. Rồi đây là sigma two đi, đây gọi là sigma two. Sao đây gọi là sigma two để thuận tiện lại. Sigma two đó là 1 2 3 2 1 3 and zip map zip permutation we usually denote 1 1 2. What does that mean? The permutation turn 1 equal 2, turn 2 equal 1 and keep 3. Okay, sigma 3 1 2 3 turn 1 equal 3, turn 3 equal 1 and keep the element 2, you win 2. Okay, and this map we usually note it by 1 equal 3 3 equal 1 here and keep the element 2. The sigma 3, sigma 4, turn 1 equal, turn 1, the keep the element 1, turn 2 equal 3, and turn 3 equal 3 into 2, and we note it by 2, 3, okay, 2, 3. Now, sigma 5 equal 1, 2, 3, turning 1 equal 2, turning 2 equal 3, turning 3 equal 1. Okay. Biến 1 thành 2, biến 2 thành 3, biến 3 thành 1. And the final, sigma 6. Thì kia chẳng sao nên các con viết là 1, 2, 3.
Chúng ta viết thế này có nghĩa là sao? Có nghĩa là biến 1 thành 2, biến 2 thành 3, biến 3 thành 1. Một cái vòng xích như vậy. E sigma 6. 1, 2, 3. Ở đây biến 1 có mà thành 2, biến 1 thành 3. Biến 3 thành 2, biến 2 thành 1. Và cái vòng xích này người ta ký hiệu là 1, 3, 2. Six element à? Six element. At three have six element, and we usually denote the sigma one, sigma two, sigma three, sigma four, sigma five, and sigma six. Okay. Third one, tell me the multiplication of the sigma 2 times sigma 3 equal what? Equal sigma what? Who know it? Now, look at here. The composition of sigma 3 and sigma 2. The sigma 3 first, okay? And then the sigma 2. Sigma 3. 1, 2, 3. The sigma 3 first. Turning 1, sigma 3 here. Turn 1 equal 3. Turn 3 equal 1 and pick the element 2. Turn 1 equal 3. 3 equal 1. 2 here, okay? That and continue. We ask sigma 2. Now, the sigma 2 turning 1 equal 2, turning 2 equal 1, and keep 3. Keep a 3 here. Turning 2 equal 1, turning 1 equal 2. That means sigma 2, sigma 3, turning 1 equal 3, turning 3 equal 2, by turning 2 equal 1. That means equal what? Sigma? Sigma 6. Okay? Do you understand? Sigma 2 times sigma 3 equals sigma 6. Understand? Do you understand? Yes or no? Can you re-explain for me, please? Look at here again. When we write sigma 2 times sigma 3, that means, do you remember the composition to map? The composition of F, G. That means we do the map G first, and then F later. Here, the first, we need to ask sigma 3 first, and then sigma 2 here, okay? Now, the sigma 3, turning 1 equal 3, turning 3 equal 1, and keep the element 2, and continue, use the sigma 2 here, sigma 2 turning 3 equal 1, sigma 2, 3 equal 3. 2 equal 1 and 1 equal 2 here. That means the composition of sigma 3, sigma 2 turning 1 equal 3, 3 equal 1 and turning 3 equal 2 and 2 equal 1. That means equal sigma 6. Okay? Sigma 6 here. Turning 1 equal 3. And turn 3 equal 2 and turning 2 equal 1. Now, you don't understand? Understand? Thế chấm hỏi mấy cái you need to practice sigma 2 square equal 1. Sigma 2 square equal sigma 2 times sigma 2 equal 1.
Now, third one, do that. Sipa 2 times Sipa 2 equal what? Identical. Equal? Sigma 1. Identical. Sigma 4. Identical, Matt. Yes. Equal 1. You right. Okay. And continue to practice. Now, the Sigma 3 times Sigma 2 equal what? The first one we do Sigma 2 times Sigma 3. And now, we try to do Sigma 3 times Sigma 2 equal what? Sigma 5. Sigma 5? Another one? Sigma 5, okay? 1, 2, 3. And here, Sigma 2 first. Sigma 2 turn 1 equal 2, 2 equal 1, and keep 3. And then Sigma 3. Sigma 3 turn in 1 equal 3, 3 equal 1, and keep number 2. That means the Sigma 3 times Sigma 2 turn 1 equal 2, turn 2 equal 1, 3, and turn 3 equal 1. That means Sigma 6. Yeah, you're right. Okay? You're right. And now, we are the similar we try to do sigma 2 times sigma 5, okay? Now, someone give me the answer. Võ Kim Thắng. Võ Kim Thắng. Yes. The answer, your answer, what your answer, the answer. What your answer? I don't know. You don't know? Yes. Why? You understand? You don't understand? Maybe a Sigma 3. Sigma 3? Now, look at here. Look at here. 1, 2, 3. The Sigma 5 foot. Sigma 5 foot. So Sigma 5. Turning 1 equal 2, turning 2 equal 3, and still 3 equal 1. But the Sigma 2 turning 1 equal 2, so 2 equal 1, and keep 3 here. Okay? So the composition of Sigma 5 and Sigma 2 turn 1 equal 2, 1 equal 1. That means Sigma 4, okay, Sigma 4. Now, we have the problem here. Problem. Make a multiplicational table. Thầy cho em hỏi tí được không? Yeah, what's your question? Là cái mấy cái hoàn vi nữa là làm răng mình biết được giống như là hoàn vi 2 hoặc 3 là nằm theo từ từ là 1, 2 rồi đến 1, 3 rồi là 2, 3 rồi. Được rồi. Okay. Dạ, tức là mình có cái cách mô để mà viết, giả sử mình cho lên hoàn vi 4 hoặc là hoàn vi 5 thì mình
có cách mô là để mà biết là cái phân tử này đúng không? Thì câu hỏi của em là gì? Em hỏi câu hỏi của em là gì, nói chính xác. Dạ, kia tôi thử hoàn vi bốn phân tử á để đem coi xem có cái hoàn vi phân tử thì nó phức tạp hơn chút thôi, đòn nó ít y chang như vậy. Nhưng vẫn như ta lấy một ví dụ đây rõ ràng hết toàn bộ bốn phân tử cũng vậy thôi em. Nhưng bốn phân tử là lúc đó là s bốn có bao nhiêu phân tử? S4 có mấy phân tử? Có đến 24 phân tử. Nghe không? Mà có phân tử ta có quyền ký hiệu thế nào đó tùy mình. Đúng không? Sigma 1 là sigma gì? Sigma 3, sigma 4, 5, 6, 7, 8, sigma 24 là gì? Ví dụ như vậy. À, tức là cái nữa là tùy mình quy ước thế hả? Tùy mình quy ước. À, dạ em cảm thấy. Ê chưa? Và riêng trong cái ví dụ này thầy quy ước thế này luôn. Và từ đấy để đi khi là sigma 2. Bởi vì đấy là những cái ví dụ mà ta dùng thường xuyên. Đó. Dùng thường xuyên. Do đó là F3 là dùng thường xuyên, đó thầy chỉ hiểu sang đấy luôn. Nhưng mà khi là sigma 2 thì đây là cái vòng lặp 1, 2. Vòng lặp 1, 2 là biểu 1 thành 2, biểu 2 thành 1, dự nhiên 3. Khi việc nói là sigma 3 là gì? Đây là vòng lặp 1, 3. Sigma 4 là vòng lặp 2, 3. Sigma 5 là vòng lặp 1, 2, 3. Và sigma 6 là vòng lặp 1, 3, 2. Rõ chưa? Rồi, từ đây đi là như vậy luôn anh ạ. Nhưng mà chỉ có để ý rằng là cái S, N ở đấy á. Chúng ta thì ví dụ cái hai ví dụ cơ bản đó là Z và ZN, đó là các cái nhóm aben nữa, các aben. Nhưng mà N này có phải aben đúng không? Có phải nhóm aben không? Cái này ta biết là sigma 2 hay sigma 3. Có bằng sigma 3 hay sigma 2 không? Khi này làm rồi, có bằng không? Dạ không. Dạ không. Không, điều đó là bản thân cái này có phải là Abel đúng không? Nó là group. Nhưng mà not Abel, nhớ là not Abel. Group nhưng mà not Abel, nhớ như vậy. Không Abel, nhóm không Abel. Đó. Cái problem ở đây là gì? Multiplicational table. Hãy lập cái bảng nhân của F3. Lập cái bảng nhân của cái nhóm này. Khi nào thêm về lấy một vài ví dụ thôi, đây là một cái bảng. Nhớ không? Cái đó là sigma 1 và sigma 6. Dưới này 1, sigma 1 là 2 cục như vậy. Và nhân lại thì thế nào ha? Lập cái bảng nhân qua, tức là các em có thể là lập cái bảng như thế này. Sẽ đi về nhà nhá. Ở đây là đây là ví dụ như là đây là alpha, đây là beta. Đây là alpha này. Đây là alpha, đây là beta. Vì sao mình có chữ tư như vậy? Đây là 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4, sigma 5, and sigma 6. Còn dưới này là vậy. 1, sigma 2, vân vân. Cho đến là sigma 6. À. Còn đây là ký hiệu, đây là alpha nhân beta. Alpha nhân beta thì cái dòng này đứng trước này, dòng này đứng sau, cái cột đứng trước là dòng đứng sau. Nhớ chưa? Ví dụ như 1 nhân 1 là bằng 1, 1 nhân là nhân sigma 2. Vâng vâng, ví dụ sigma 2 mà nhân cái đi là bằng sigma 2. Sigma 2 nhân sigma 2 là bằng 1, sigma 2 nhân sigma 3 là bằng mấy, cái này bằng mấy? Sigma 6, ví dụ như vậy. Đi với hiện tại bạn này qua. Đó là cái bạn nhân như vậy. Nhá. Rồi. Đây là cái nhóm này còn gọi là nhóm đối xứng hay gọi là nhóm đặc hoàn vì cũng được. Nhá. Còn một vài ví dụ khác được mà thầy cũng xa đa lắm, các em hãy đọc trong giáo trong cái tài liệu thầy gửi cho các em. Đọc đó, một vài ví dụ rất cơ bản, gọi là những ví dụ hết sức cơ bản. Mà các em đọc thêm. Ở đây là thầy lấy ví dụ Z cùng với tổng cộng
là một nhóm aben, một nhóm nhóm vô hạn. ZN với phép tổng cộng cũng là một nhóm aben nhưng mà là hữu hạn, chỉ có n phân tử. Ở đây N là một nhóm hữu hạn nhưng mà lại không aben. Ví dụ các em đọc, các em tìm ví dụ đó là nhóm không aben mà vô hạn. Nhá, một nhóm không aben mà cũng là vô hạn. Đó là ví dụ như thế nào? Các em đọc thêm để biết nhá. Thầy cũng xa đà này nhiều nữa. Nhưng một số tính chất mà rất cơ bản các em đặt hiểu như là trong một nhóm thì phân tử đơn vị là luôn luôn duy nhất, đó là một. Cái thứ hai là một phân tử A là có những có phân tử biết đạt của nó, phân tử biết đạt của phân tử A cũng là duy nhất. Nhớ như vậy, những cái đó thầy cũng chứng minh rồi. Thầy không không nói nữa, bây giờ nó có hai nhóm là wrong. A proposition. Let G along multiplication A a group. Now the first one, the one G at the identity minus one. Phần tử biết đạt của identity equal itself 1g. The second, a minus 1 minus 1, that means inverse of inverse. Nghịch nào của nghịch nào nó bằng cái gì? Equal a for any a in g. And then next, a times b minus 1 equal what? Equal b minus 1 times a minus 1. I think it is very easy to prove the proposition. I left you at home. Homework, okay? Homework. Very easy. From here, we have a definition. Definition here. Me. Definition. We suppose that Z along multiplication in a group. We and A is element in G. A is element in G. And N in Z. You know, it enter in integer number. It enter in natural number. Vì N là một số nguyên dương. A và N thì chúng ta có đơn giản được định nghĩa đúng không? N là một số nguyên dương. A và N là bằng gì? Bằng A nhân A nhân A nhân A, N là như vậy. Nhưng mà N âm thì sao? Thì trong một nhóm người ta có thể định nghĩa được nó luyện thừa với số ngũ nguyên như sau. A và N định nghĩa là gì? Cái này chỉ trong một nhóm có thể được. Chia ba trường hợp. Nếu nếu N này là một số nguyên dương thì chúng ta đã biết rồi, A và N thì là bằng A nhân A A N than. Còn khi N is zero, we define A power zero equal identity. What happened if n negative?
and the negative, we define a power n equal a minus 1 times a minus 1 and so on, a minus 1 and the absolute time. Okay. You remember that? If we just have the power of integer number, okay? Tức là lũy thừa với số mũ nguyên. Còn khi dễ này không phải là nhỏ như trước, không định nghĩa được đâu, mà chỉ được định nghĩa chế nhỏ, nhỏ như vậy. Mà khi nghĩ như vậy thì có nghĩa rằng là đây là phải tổng nhân nhưng phải tổng cộng thì sao? Như phải tổng cộng thì chúng ta cũng thay vì tổng cộng là bởi vì nhân thôi. Để ý rằng khi đừng có nghĩ rằng dù tổng này là luôn nó phải tổng nhân, nó có thì nó phải có khác. Cái hai phải tổng cộng. C, we must. Nếu như G này cùng với thì cái này là một cái nhóm. Một cái nhóm. Thì lúc đó còn không còn là A của N nữa. Và giả sử A này là một cái phần tử thuộc G, của N này cũng thuộc Z. Thì lúc đó ta có khái niệm không phải là A của N mà gọi là NA. Nhớ là N nhân A thôi. Thì ta phải để ý rằng A, N là số nguyên mà phần nhân đến đây đối một phần tử dễ bất kỳ như vậy làm phải toán thế nào? Chứ khi nào phải hỏi rằng là phần toán như thế này phải toán thế nào? Phần toán bình thường phải toán thế nào? Phần toán nhân đến đây phải toán thế nào? Phần nhân đến phải nhân hai phần tử của dễ. Mà phần nhân này là nhân một phần tử của dễ, một phần tử của dễ. Thì được định nghĩa thế nào? Thì đây chẳng qua là giống như A của N mà thôi. Đó là cái gì? Bằng A cầm A cầm A tất cả như vậy mà N lần, ok. Nếu N này dương bài đen thì các trường hợp cầm là 0. Nếu N equal 0 và cuối cùng là trừ A cầm chấm 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 cầm trừ A N hàm. Nếu N negative, ok, negative. Rồi. Như vậy là tạm cái bài học này, đây là ta lý thuyết. Nhưng đấy, bây giờ chúng ta có thể nhìn giải đáp một tí. Thầy có thể nói thêm một chút bài tập ha. Ta mới làm một tí đã. Hello. Hello. Gì vậy? Dạ là
Hmm.